Xin chào các bạn, chào mừng đã quay lại với channel Bức Thư Nghi Minh. Hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp game Doki Doki Literature Club. Đây là lần đầu tiên mình đọc tiếng Anh của game này và nó khá là sida. Rồi chúng ta tiếp tục cái phần lựa chọn ngôn từ. Mình sẽ lựa chọn những ngôn từ dành cho em Natsuki. Nhưng có vẻ như là mình thấy cái lần trước mình lựa chọn ngôn từ dành cho Natsuki rồi và nó chẳng ăn thua gì cả. Cuối cùng thì cũng bị em Yuki kéo đi thôi. Từ thời gian, bất hồng, dễ thương. Hả? Thiên nhiên, ngọt ngào. Các bạn có để ý thấy ở trên đây nó không có đếm theo cái số thứ tự mà kiểu như nó lại thêm một cái con số 1 như này không nhỉ? Kem ly. Mỗi lần mình chọn một câu lên nó lại thêm một con số 1. Game bị lỗi rồi. Xúc cảm. Không phải rồi, có từ banh tay dưới đây mình lại không bấm vào. Kết duyên. Thỏ ngọc. Hạnh phúc. Why? Lần trước là mình đã thấy cái từ này rồi ấy, nhưng mà mình không dám bấm vào, bây giờ mình thử bấm vào đi. What the? No, 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 no. Gì thế? Sao nó lại như vậy nhờ? Tại sao mình lại gì ngu như thế, mình bấm vào cái chữ mà mình biết là nó cố tình để đó cho mình bấm vào rồi. Má lúm mỉm cười, dấu tay với cũ vui vẻ. Các bạn có nghe thấy cái giọng của ai mới vừa nói không? Cái giọng đó nó khá là kinh, kiểu như là của một con ma mà trẻ sơ sinh vậy. Mình nghe thấy cái tiếng là kêu là ba. Ôi ghê quá. Nhưng mà đây là một game mà do người nước nước Mỹ hay nước Anh gì đó làm mà tại sao lại là ba? Chào cậu Ren, mình đang chờ cậu đấy. What? Tại sao lại chờ mình nhở? Vừa rồi điện thoại của mình có ai đó nhắn tin vào. Cùng đọc sách với mình nhé. Hôm nay mình đã mang theo một loại trà rất là đặc biệt. Monica, mình đã bảo là cậu đừng có lo. Đừng có mà. Chơi ạ? Cậu ấy lại đi trễ nữa à? Có vẻ như là Monica đã sắp xếp lại cái tủ của Natsuki và Natsuki đang đi tìm Monica để mà phàn nàn tiếp. Vẫn gây ô nhiễm tiếng nhồn nhưng mọi khi đúng là Natsuki. Cái gì thế, sao mà cắt thế? Mới vừa vào thôi mà mình chưa kịp gọi là chuẩn bị cả cái tâm lý để mà đón nhận những cái từ ngữ gắt khắc liệt như thế này. Rồi. Nhưng mà tại sao Yuri lại có thể dùng những cái từ như thế này nhỉ? Cậu nói cái gì cơ? Tại sao lúc quái nào cũng cắt lời tới bằng cái tiếng hét ầm lên như vậy? Cậu muốn thế nào đây? Cậu nói như thế là lúc nào là tớ cũng làm như vậy với cậu cả. Tớ xin lỗi được chưa? Vừa rồi là do tớ không tập trung thôi. Thiệt tình, dạo gần đây cậu bị làm sao thế? Ê này, về chuyện ngày hôm qua, lúc đó tớ đã thô lỗ. Chắc là tớ bị căng thẳng hay gì đó. Chuyện ngày hôm qua. Nhưng tớ hiểu nhiệm vụ cùng nhau xây dựng câu lạc bộ. Là cái chuyện mà Monica muốn tuyển thêm thành viên mới vào cái câu lạc bộ văn học này. Và Natsuki đã nói rằng là Natsuki muốn giữ nguyên cái hiện trạng hiện tại của cái lớp học, không, của cái câu lạc bộ văn học. Muốn là 4 người cùng chơi với nhau, nhưng mà thiếu mất một người rồi đấy. Rồi, một thành viên mới nữa thì cũng chẳng sao. Tớ đã hy vọng người mới cũng là con gái thì tốt hơn. Nên Natsuki này, chả ai quan tâm đâu.
Sao cậu không đi làm mấy cái việc ngớ ngẩn như là đi tìm tiền xu dưới máy bán hàng tự động đi? What? Tìm đồng xu dưới máy bán hàng tự động? Mình càng lúc càng nghi ngờ cái gia cảnh của em Natsuki này. Tại vì ngay cả đồ ăn thức uống, cả tiền tiêu vặt cũng không được cho luôn. Và cái câu nói này là càng làm mình nghi ngờ hơn nữa. Bởi vì Natsuki phải đi tìm cái đồng xu lẻ dưới máy bán hàng tự động để mà mua đồ ăn ăn. Khóc rồi. Ôi trời ạ, à, mình lại là người đến muộn nhất. Cậu lại tập piano nữa à? Phải nói rằng cậu rất là quyết tâm đấy. Tự thành lập một câu lạc bộ này, lại còn tập chơi piano nữa. Theo mình thì đó không phải là sự quyết tâm, mà là niềm đam mê mãnh liệt. Nó cũng chính là động lực giúp tớ hướng đến lễ hội trường nữa. Với cả Ren này, cậu muốn làm gì hôm nay nào? Hay là chúng ta có thể... Bọn tớ đều đã quyết định làm gì hôm nay rồi. Ờ? Thật vậy hả Yuri? Ừ đúng vậy. Quay, mình đã quyết định cái vấn đề gì? Mình đã quyết định chưa nhỉ? Chắc là rồi. Ren rất thích cuốn tiểu thuyết mà bọn tớ đang đọc chung. Là trưởng nhóm, chắc cậu thấy mừng vì thành viên mới bắt đầu có hứng thú với văn học phải không Monica? Tớ đoán chỉ là... Mà thôi không có gì đâu. Đúng là chả có gì. Cái cậu cứ làm những gì mình muốn đi. Quay, vừa rồi cái ánh mắt rất là... Cái ánh mắt rất là lạ nhưng... Cảm ơn cậu vì đã hiểu điều đó. Đâu để mình xem lại lịch sử xem là... Yuri vừa nói cái gì ạ? Có thế chứ. Thật ra thì mình có chuyện cần hỏi cậu. Cậu chịu khó đợi một chút để mình đi pha ấm trà trước nhé. Tất nhiên là được. Cảm ơn cậu. Mình rất muốn được nhâm nhi một tách trà ngon mỗi khi thưởng thức văn chương. Và mình cũng sẽ pha một tách trà cho cậu luôn. Yuri đứng dậy rồi tiến về phía tủ đồ. Tại sao mình cảm thấy hơi bị sợ Yuri rồi đấy? Tôi cũng đi theo xem. Cậu ấy lấy từ trên kệ xuống một bình nước nhỏ có kèm bộ lọc. Làm phiền cậu giữ nó một chút nhé. Được thôi. Yuri truyền cho tôi cái bình nước rồi lấy thêm một cái ấm điện. Wow, được mang cả ấm điện vào trường. Để mình mang cái này ra bàn giáo viên cắm điện xong sẽ đi lấy nước. Mang đến bàn giáo viên là cái bàn giáo viên trong lớp học này à? Mình cứ tưởng là mang đến cả cái phòng giáo viên để mà cắm điện vào thì quá là bố đời. Cậu đi ngang qua tôi và đặt cái ấm xuống bàn giáo viên. Tôi thì chỉ đứng đấy và ngắm cậu ấy. Bất ngờ thật, trong phong thái của cậu ấy đi đứng khác hẳn cách ăn nói. Đặc biệt là đôi chân dài kia khiến Yuri trông thật sang trọng và quý phái. Cho mình xin bình nước được không? Cảm ơn nhé, mình sẽ về nhanh thôi. Yuri cầm cái bình nước đem... Đi lấy nước. Cho mình đi chung được chứ? Không cần đâu, tại sao? Tại sao hai chúng ta không thể cùng nhau đi lấy nước, cùng nhau trò chuyện trên cái con đường đó được? Hay là cái nước mà Yuri sắp lấy về không phải là nước bình thường? Cậu cứ ở đây chờ nhé. Chỉ phải có một tẹo mà thôi. Chỉ phải đi có một tẹo. Yuri nhanh chóng ra khỏi phòng với bình nước trong tay. Ủa? Yuri lại ở trứng à? Ủa? Dở trứng? À không phải đâu. Cậu ấy đi lấy nước về pha trà. Ồ vậy thì ổn. Mình vẫn không hiểu cái cách mà Monica đang nói nha. Xin lỗi nhé, hiểu lầm một chút thôi. Đã qua 10 phút rồi,
Đi lấy nước mà tới tận 10 phút rồi. Tưởng Yuri bảo là chỉ đi một tẹo thôi mà nhỉ. Gặp vấn đề gì chăng? Cứ ngồi đợi mãi ở đây chán chết, đi tìm cậu ấy thôi. Mình nghĩ tốt nhất là không nên bước ra khỏi cái chỗ này và đi tìm đâu. Nhưng mà mình cũng khá là tò mò, không biết là Yuri làm cái gì mà tốn đến tận 10 phút. Rất có thể là chỉ là đi vệ sinh thôi, nhưng mà tại sao lại cầm bình nước theo? Tìm nào? Có phải là mình nghe nhầm hay không? Nhưng mà mình cảm thấy âm nhạc nó có phần thay đổi. Hẳn là Yuri đang ở chỗ bồn nước gần nhất. Tôi bắt đầu bước dọc hành lang. Tiếng gì thế? Có vẻ như từ góc kia. Hình như là tiếng thở. Có tiếng rít lên. Hình như ai đó đang vừa kêu vừa nghiến chặt răng. Bị thương sao? Đến gần chỗ đó tôi nhìn sang. Yuri. What the? Cái gì thế này? Các bạn có nhìn thấy cái hình ảnh mà mình cũng đang thấy không? Cha! Có vẻ như là có một cái sự can thiệp nào đó vào bên trong và nó đã gọi là đi cái khoảng thời gian mà mình đã đi đến và gặp được Yuri đang tự cắt tay mình hay là cái gì đó. Và mình không biết, hình như là Yuri này thì có một cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh thích tự hành hạ bản thân mình. Mình về rồi đây. Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn đợi. Ren, cậu thích trà ô long không? Trà ô long à, mình rất là thích đấy. À có chứ. Mình thì uống gì cũng ngon hết á. Được thôi. Yuri chỉnh nhiệt độ đun sôi của ấm lên 200 độ. Để mình đi lấy bộ ấm chén. Cậu tỉ mỉ thật đấy nhỉ? Đương nhiên rồi. Và cho người khác thưởng thức thì tất nhiên là phải cẩn thận chứ. Nhưng mình đâu có hiểu lắm về trà. He he. Vậy mình sẽ làm cho cậu bất ngờ lắm đấy. Ờ, có thể lắm. Lấy được ấm rồi, Yuri bắt đầu đo đạc lượng lá trà sao cho phù hợp. Pha trà thì phải cần có cái sự gọi là canh cái liều lượng và nấu nước sôi như thế nào. Thì mình hoàn toàn là mù tịt về cái vấn đề pha trà kiểu này. Mình pha trà thì mình chỉ bỏ lá trà vào nước sôi thôi. Ngạc nhiên làm sao? Cậu ấy vừa làm vừa lẩm bẩm hát, nhẩm hát. Vừa lẩm nhẩm hát. Rồi mình thấy chữ lẩm và mình đọc luôn bẩm. Tự nhiên cậu đang thấy vui nhỉ? Ồ vậy sao? Mình cứ để vậy thôi. Chắc cậu cũng nhận ra rồi. Nhưng mình cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Và mình đã quyết tâm sẽ cố tự tin thể hiện bản thân hơn. À, hóa ra là như vậy à. Hóa ra không khó như mình tưởng. Ít nhất là trước mặt cậu. Ờ. À, vậy thì tốt quá. Nếu mà bạn nào thích Yuri thì mình nghĩ là bạn ấy sẽ rất là vui khi mà được nghe những câu này, nhưng mà mình thì không. Và mình đang cảm thấy rất là sợ. Cậu đừng gượng ép bản thân quá nhé. Ren lúc nào cũng quan tâm đến mình như vậy. Mình thấy ấm lòng lắm. Ơ kìa. Tôi biết là Yuri không đùa. Cứ thế thì tôi biết phải làm sao. Yuri rót trà ra hai tách nhỏ. Người đây này, mình có một mong muốn nhỏ. Liệu hôm nay chúng ta có thể ngồi dưới sàn có được không? Mong muốn nhỏ là ngồi dưới sàn. Được thôi. Ế, sao lại vậy? À, để đỡ mỏi lưng thôi mà. Lý do khá là hợp lý đấy. Mình thích ngồi giữa tường hơn là phải cúi mặt xuống bàn.
Ồ, có phải là do mình đang tưởng tượng hay không, hay là do Yuri đang muốn bắt chước cái hành động của Natsuki đã từng làm với lại mình. Ra vậy xin lỗi vì đã không để ý chuyện đó. À không sao đâu. Mình hay bị đau lưng lắm. Hay bị đau lưng. Hình như là hồi trước mình có từng nghe qua một cái gọi là một cái thuyết về cái vấn đề bị bệnh đau lưng này. À, nhưng mà chắc là mình không tiện nói là ở đây. Vậy vậy sao? Mà sao lại thế nhỉ? Chắc là tại tại tư thế ngồi của cậu hả? Lúc đọc sách thì cậu hay gù lưng xuống lắm. Đúng thế. Thấy chưa? Có phải là mình đã đoán đúng không? Ngay lập tức là nhân vật chính đưa ra một cái cớ khác là Yuri nhanh chóng hốt hoảng là đọc là khẳng định ngay là đúng thế liền. À. Tại mình ngồi đọc sách không ngay ngắn đấy. Vậy phiền cậu ngồi dưới sàn cùng mình nhé. À, không vấn đề gì. Để mình đi lấy sách đã. Tôi mở cặp lấy cuốn sách ra. À, còn mấy viên sô-cô-la này. Tôi bất ngờ tìm ra một túi kẹo sô-cô-la nhỏ. À, sô-cô-la te. Nhỏ mà mình giấu trong cặp để Sayuri không đánh hơi được. What? Tại sao lại có Sayuri ở chỗ này? Sayuri. À, Sayori. Tại sao trong ký ức của thằng nhân vật chính vẫn còn Sayori trong khi Sayori không còn tồn tại trong thế giới này nữa? Ăn kèm với trà có vẻ là ổn nên tôi cầm nó theo luôn. Càng lúc mình càng thấy là nó khó hiểu rồi đấy. Yuri và tôi cùng ngồi dựa vào tường với hai tách trà ở bên cạnh. Đã quen từ lần trước nên chúng tôi chia nhau mỗi người một cầm một nửa cuốn sách. Nhưng lần này chúng tôi ngồi sát nhau hơn cả lần trước nữa. Đọc không rõ lắm nhỉ? Yuri ngồi gần về phía tôi và đến mức hai vai chúng tôi chạm nhau. Thế này thì tập trung đọc bằng răng à. Thật. Có thể là mắt mình không nhìn vào cuốn sách đâu mà nhìn đi một chỗ khác đi. À, vốn Yuri đã cũng là khá xinh rồi. Bây giờ lại còn tự nhiên thoải mái thế này nữa thì sao mà tôi đỡ nổi đây? Mời cậu. Rồi Yuri đưa cho tôi tách trà. Giờ phải cầm nó bằng tay. Còn lại khiến tôi càng mất tập trung hơn. Cái tư thế ngồi hiện giờ khiến tay tôi có khả năng vô tình đụng chúng một cái tình huống nó gọi là không thể nào mà một thằng con trai bình thường, một thằng học sinh bình thường có thể mà gặp được cái tình huống này. Cái xác suất tỷ lệ gặp được cái tình huống này là 0,0001%. Giống như là cái tỷ lệ gacha banner ở trong FGO vậy. Khiến tôi luôn luôn phải lo mà tránh. Còn Yuri vẫn có vẻ như là chưa để ý đến chuyện đó. Cậu ấy mang vẻ mặt tập trung tuyệt đối đọc sách. Tựa hồ thế giới xung quanh đã tan vào hư không. Tựa hồ thế giới xung quanh đã tan vào hư không. Cái cách diễn đạt này mình hơi cảm thấy khó hiểu. Tôi cũng cố vận hết tâm lực để tập trung vào cuốn sách. Vài phút sau cuối cùng thì tôi cũng thoải mái hơn được một chút. Tại sao thằng này lại vận hết tâm vào để đọc một cuốn sách nhỉ? Chúng ta có hai mắt để làm gì? Một mắt chúng ta đọc sách, còn một mắt chúng ta có thể gọi là quan sát xung quanh được mà. Đòi hỏi hơi khó rồi. Tạm đặt tách trà xuống, tôi bắt đầu loay hoay với mấy viên kẹo. À, nhờ cậu chúc. Tôi tạm ngừng giữ cuốn sách một chút để mở gói giấy. Cậu cứ ăn tự nhiên nhé. À, nó. Cảm ơn nhé, nhưng thôi, mình không ăn đâu. Ế, sao vậy? Ừ thì...
tay bóc chưa có ra rồi chạm vào sách dễ bị bẩn ra lắm. Ồ, hóa ra như vậy. Mình cứ tưởng là Yuri không thích đồ ngọt hoặc là không thích sô-cô-la mà... Ủa sao Yuri? À cũng đúng, mình còn chẳng hề để ý đến vụ ấy luôn. Xin lỗi cậu. Thôi mà xin lỗi gì chứ. Để mình cầm hộ cậu nhé. Ờ thế thì... Thế thì tại sao mình lại không đút cho Yuri ăn nhỉ? Tại vì Yuri chỉ sợ là bẩn tay thôi. Cậu không phiền chứ? Tất nhiên là không. Yuri cầm lấy cuốn sách bằng hai tay rồi mở lại trang chúng tôi đang đọc. Để tôi đọc được thoải mái thì cậu ấy nghiêng sách về phía tôi một chút. Cũng vì thế mà giờ đây tay trái của tôi đang chạm... Tay trái cậu ấy đang chạm đùi tôi. Thế này thì Yuri lại bị cuốn sách hớp mất hồn rồi. Tôi ném một miếng sô-cô-la vào miệng mình. Rồi tôi lấy thêm một miếng nữa và giơ nó ra trước mặt Yuri. Ồ, ông này tính đút cho Yuri ăn luôn à? Có cùng suy nghĩ với mình đấy. Mắt cậu ấy vẫn không hề rời trang sách. Ok, mức độ tập trung khá là kinh đấy. Nhưng đôi môi kia vẫn hé mở ra đôi chút, chờ tôi đút cho. Nó càng cổ vũ cho cánh tay của tôi đưa lên. Tuy vẫn còn hơi run nhưng mà cuối cùng tôi cũng đưa được miếng sô-cô-la vào miệng của Yuri. Và rồi cứ thế đôi môi ấy khép lại. Miếng sô-cô-la bé thế. Hử? Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt Yuri đột nhiên biến mất. Mà nhìn từ cái góc cạnh này thật sự là Yuri khá là đáng yêu. Mình vừa... Có phải mình vừa... Yuri chầm chầm nhìn tôi như muốn xác nhận lại sự kiện vừa rồi. Ừ. Ồ, ăn luôn rồi à. Cái miếng sô-cô-la thì nó khá là bé cho nên là mình nghĩ rằng là nuốt cái một là xong thôi. Ê, xin lỗi cậu, mình lỡ tay chút thôi. Hả? Tự nhiên tắt nhạc. Yuri bắt đầu thở dốc. Mình không thể chịu được nữa rồi. Hả? Không thể chịu được nữa rồi. Yuri đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo tôi đứng dậy. Tách trà trước mặt tôi bị đẩy văng đi, đổ lên láng ra cả sàn nhà, phí phạm thế. Hả? Sao tự nhiên màn hình nó lại mờ đi, nó lại đen đen đi nhở? Tắt đèn à? Tim mình đập nhanh quá. Mình không thể chịu được nữa. Mình chẳng thể tập trung được vào việc gì. Đó, cậu thấy không? Yuri đột nhiên kéo tay tôi, ép chặt vào ngực cậu ấy. Ôi, no. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Sao mình lại bị thế này chứ? Mình như bị mất trí rồi. Quay mắt, đừng. Mình không kiềm chế được nữa. Đâu, kể cả đọc sách cũng không thể ngăn chặn được cái ham muốn được ngắm nhìn cậu. Quay. Cái tốc độ tắt cái này của mình rất là nhanh luôn. Thôi là con mắt chuyển động rất là kinh. Mà cái con mắt này không là mắt mà kiểu như là mắt anime, mà là mắt đời thực. Xong rồi cắt hai con mắt anime ra rồi dán vô trong. Rất là kinh. Thôi, nhanh quay mặt chỗ khác đi, đừng có nhìn nữa. Vừa cảm thấy có một chút gì đó hụt hẫng vừa mừng nữa các bạn ạ. Cảm xúc rất là phức tạp. Rồi, Monica đã xuất hiện cứu mình. Đến giờ chia sẻ thơ rồi đó. Ok, khá là đường đột. Cái tình huống khá là đường đột, đập thẳng vào mặt mình.
Mình sẽ đọc thơ của ai trước đây? Cứ theo thứ tự Natsuki nhỉ. Bài này tạm được. Tạm được. Thì vậy đó, cũng chỉ tạm tạm như bài hôm qua. Cậu đang thể hiện khá tốt, nhưng tôi vẫn chưa thấy rõ sự đam mê văn học ở cậu. Vẻ như là mình đã dành những cái từ ngữ cho Natsuki rồi, nhưng mà nó không ăn thua gì cả. Vậy là game bắt buộc chúng ta phải đi theo cái đường của Yuri. Cậu suốt ngày cứ kẹp kẹp bên Yuri. Nhưng ít ra thì ở cái hoạt động chia sẻ thơ này có cả câu lạc bộ cùng tham gia. Hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa vì mọi người. À mà, tuy chắc là tôi không thể sánh được với hội trưởng hay hội phó, nhưng thơ của tôi không tệ lắm đâu nhé, nghe chưa? Thế nên là cứ đọc đi. Chỉ nói cho cậu biết, bài thơ này rất là quan trọng đối với tôi. Thế nên là cậu phải đọc chăm chú vào nhé. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa, nhưng có một chuyện này tôi lo lắng. Tôi lo lắm. Dạo này Yuri cứ cư xử kỳ dị quá. Cậu mới vào được mấy ngày nên chắc là chưa biết. Chứ bình thường cô ấy kiệm lời, lịch sự và chuyên tâm lắm. Hoàn toàn khác bây giờ luôn ấy. Giật quê quá. Cơ mà phải cố chịu thôi. Nói thật là tôi đang rất 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 lo cho cô ấy. Nhưng mà tôi cứ cố bắt chuyện là cô ấy lại nổi đó lên. Tôi hết cách mất rồi. Giờ chắc chỉ còn có cậu. Nói là cô ấy nghe thôi. Vì sao lại thế thì tôi chịu. Nhưng xin cậu hãy khuyên cô ấy vài câu, để cô ấy chịu đi khám tâm lý. Có cái sự mỉa mai đây. Tôi cũng muốn thân với Yuri hơn, nên thấy cô ấy thế này tôi đau lòng lắm. Đấy, nói ra rồi, tí nữa chắc lại hối hận ngay thôi. Nhưng ngay lúc này thì tôi không quan tâm. Tôi thấy mình vô vụng quá. Xin cậu giúp tôi nhé. Tôi không muốn bạn mình gặp chuyện gì không hay, nên xin cậu hãy giúp tôi. Nếu cậu thèm bánh cứ bảo tôi một tiếng. Còn Monica nữa, chẳng hiểu sao mà tôi thấy cô ta bàng quan lắm. Như kiểu cô ta muốn mọi người là Yuri đi vậy. Tôi đang cay cô ta lắm nên mới đành phải tìm cậu. Và đừng để cô ta biết tôi đang viết cái đấy. Cái này đấy. Tại sao mình lại đọc thiếu một cái chữ rất là quan trọng như vậy? Cứ vờ như cậu vừa đọc thơ xong nhé. Nhờ cậu cả đấy. Cảm ơn đã đọc thư của tôi. Đây là một lá thư rồi. Ở đoạn cuối Natsuki đã khẳng định điều đó. Vậy là trong mắt Natsuki, Yuri đã thay đổi từ khi mà nhân vật chính, tức là mình, bước vào câu lạc bộ văn học này. Và dường như là cả việc Monica cũng nhận ra điều đó, nhưng mà Monica lại cố gắng che giấu đi. Hả? Bị lỗi rồi, mất cái mặt rồi. Tôi đồng ý rồi. Quên hết những gì cậu vừa đọc đi. Tôi đổi ý rồi đúng không? Mình nhầm. Có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn vậy mà thôi. Yuri khó ưa tới vậy mà là lỗi của chính cậu đấy. Là lỗi của chính cậu ta. Cậu có nghe rõ chưa hả, Ren? Hãy dành thời gian cho Monica là các vấn đề hiện nay sẽ tan biến. Này, tại sao lại nhắc đến tên Monica trong đây? Và tại sao lại nhắc đến là nếu mà tập trung vào Monica thì mọi cái điều này sẽ tan biến. Yuri và tôi đều không hề xứng đáng với cậu. Từ giờ hãy để tâm tới Monica đi. Ở đây là có một cái hình ảnh ẩn dụ nó khá là rõ ràng khi mà Natsuki không còn mặt nữa. Đây không phải là những lời của Natsuki mà đây chính là lời của Monica. Chỉ Monica mà thôi. Rớt Monica. Đây là cái tôn giáo nào đây? Tại sao lại bắt mình phải nhắc cái câu này lại một lần nữa?
Rớt Monica, ok. Ê, chỉ Monica mà thôi. Rồi, mình sẽ đọc thơ của Yuri. Mãi mới tới. Thôi đừng có cười kiểu đó nha Yuri. Yuri cầm bài thơ của tôi đưa lên mặt và hít một hơi thật sâu. Không, dừng ngay cái hành động này lại. Yêu quá đi thôi. Mình yêu mọi thứ trong thơ của cậu. Để cho phép mình mang nó về nhà nhé. Hãy cho mình giữ nó đi mà. Làm ơn đấy. À, được thôi, mình thấy không có vấn đề gì. Cậu tốt bụng quá đi Ren. Mình chưa bao giờ gặp được ai tốt với mình như cậu cả. Mình hay sung sướng tới mức chết luôn được mất. Không hẳn là thế đến thế, nhưng không biết phải dùng từ gì mới mô tả được cái cảm xúc của mình lúc này. Cứ nhìn cứ chìm đắm vào nó. Như thế là liệu có sao không nhỉ? Như thế liệu có sao không nhỉ? À. Chắc là không có sao đâu, phải không? Yuri ghìm chặt bài thơ vào ngực. Nhất định khi về nhà thì nó sẽ theo mình vào tận phòng. Cậu thấy vui khi cho mình giữ nó phải không? Đừng lo, mình sẽ giữ gì nó cẩn thận. Không để bài thơ này bám bụi được. Mình sẽ đọc đi đọc lại nó mỗi lần. Oai! Đây không phải là cái từ có thể là một đứa con gái có thể nói ra trước mặt một thằng con trai như vậy, khi mà cả hai đứa vẫn chưa là gì với nhau. Mình sẽ dùng nó để tự khứa vào da thịt, để cho mùi của cậu trên trang giấy thấm vào từng giọt máu chảy trong huyết quản. Cậu cũng nhận được bài thơ của mình luôn nè. Đằng nào thì sau khi đọc xong, cậu cũng sẽ phải nhất định giữ nó luôn. Đây, cầm lấy đi ngay đi. Mình không còn kiên nhẫn hơn nữa đâu. Mau lên, mau đọc nó đi. No! Cái này đâu phải là thơ, cái này là cái gì á? Hả? Ba ra. No, không, 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 mình không thể nghe được cái tiếng này thêm một giây nữa. Lại nữa rồi, lại là cái ánh mắt này. Cậu có thích nó không? Bài thơ này dành tặng cho cậu đấy. Chắc là kể từ nay mình không bao giờ dám nhìn vào mắt của người ta nữa. Nếu cậu còn nhận được, cậu còn nhận ra thì mình xin phép nói luôn bài thơ này viết về Chỉ là mình đoán thôi nhá. Trong cái đống chữ này sẽ xuất hiện cái tên của Sayori. Và điều đặc biệt nhất là nó vẫn thấm đẫm mùi hương của mình. Cậu thấy mình có đủ chu đáo không? No, không. Nếu mà có một cái lựa chọn cho mình ở nhà luôn thì ngày mai mình sẽ ở nhà, không đến câu lạc bộ này thêm một lần nữa. Mình cảm thấy buồn nôn. Monica, mình nghĩ là cậu vừa thấy cái gì đó mà cậu không nên thấy. Mình không muốn phải nói cho cậu biết, nhưng đến nước này rồi thì đành vậy. Cậu đang càng ngày càng tiến gần với nguy hiểm hơn khi mà cậu dành nhiều thời gian ở bên Yuri. Đấy không phải là do mình muốn nha, mà là do Yuri kéo mình đi thôi. Mình không biết tại sao, nhưng Yuri có vẻ rất là dễ kích động khi ở bên cậu. Đáng lẽ chuyện đó không thành vấn đề đâu, nhưng mỗi khi Yuri quá khích, cậu ấy lại trốn vào một góc đấy và tự dùng dao cứa vào bản thân. Nghe thật bệnh hoạn đúng không? Thậm chí mỗi ngày cậu ấy còn mang một cái khác nhau đến trường, như thể là cả một bộ sưu tập hay sao ấy. Có phải là do mình suy nghĩ quá hay không, nhưng mà cái cách mà Monica nói ra sự thật này á, kiểu như là đang gọi là nói xấu Yuri vậy. Rất có thể là Yuri không phải là người như vậy đâu, nhưng mà do Monica chăng? Mình nghĩ cậu ta làm vậy không phải là do buồn bã hay gì đâu.
Có vẻ như là việc đó đem lại cho cậu ta sự khoái cảm. Cứ như là kiểu khổ râm. Rồi. Cái này thì mình không thể hiểu được, không thể hiểu tại sao là người ta lại thích tự gọc ra lên trên tay rồi cảm thấy sướng vì điều đó được. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là cậu như kiểu chất xúc tác cho cậu ta làm vậy. Mình chỉ mới vào câu lạc bộ được có vài ngày thôi, tại sao mình lại trở thành một chất xúc tác như vậy được chứ? Vô lý. Mình không đổ lỗi cho cậu đâu nhé. Thế thì cái câu vừa rồi bạn có thể rút lại được không? Có những thứ mà đôi khi chúng ta không nên biết, nó sẽ gọi là cuộc đời chúng ta sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mặc dù là mình đã sớm nhận ra là Yuri như vậy rồi. Lý do mình nói cho cậu biết là để cậu hiểu rằng cậu phải giữ khoảng cách với Yuri. Đấy cũng là giúp đỡ cậu ta gần việc tự ngừng cái việc tự làm hại bản thân lại. Tại sao cuối cùng lại đưa ra cái câu này như thể là nãy giờ mình là một cái hàng người xấu và mình chuyên đi nói xấu Monica vậy. Và được ngần ngại dành thời gian ở bên mình nhiều hơn. Câu này nó lại quay trở lại như cũ nữa rồi. Ít ra thì đầu óc mình cũng bình thường và mình biết phải đối xử với các thành viên của câu lạc bộ ra sao cho đúng mực. Bây giờ thì thành điểm trừ mất rồi. Mà chắc bài thơ của cậu thành dĩ vãng rồi. Đáng lẽ là Yuri cũng phải để cậu đem cho mọi người đọc trước rồi hẳn chiếm nó chứ. Ồ thế tức là mình phải đưa cho Monica trước sau đó mình mới đưa cho Yuri. Thì bài thơ sẽ có thể đưa cho Monica đọc rồi. Thôi sao cũng được. Nếu cậu ta thấy vui thì mình cũng không cản. Còn về phần mình thì mình đã dành rất nhiều tâm huyết vào bài thơ này nên mình hy vọng nó sẽ hiệu nghiệm. Lại một cái từ khóa rất là khó hiểu được đặt vào cái lời thoại của Monica. Cậu hãy đọc đi này. PC của mình bị xanh à. Ok. Cái màn hình này nó quá quen thuộc rồi cho nên là làm cho mình hết hồn. Khi mà xem những cái gì đó quá nhiều thì đôi khi màn hình nó bị vậy. Ý trời giật cả mình. Ừ. À thì bài thơ của mình có vẻ là lỗi. Bài thơ bị lỗi. Hay đấy. Mình muốn nói rằng thôi không có gì đâu. Cứ tiếp tục đi nào. Rồi bài thơ của Monica rốt cuộc là bài thơ gì? Có hay không? Một cái khung rất là trắng nhưng mà nó lại hỏi mình là có hay không. Và mình sẽ trả lời là có. Điều trị tâm lý ư? Đùa. Giờ đây tôi đang hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc cơ mà. Tôi thà cứ tiếp tục tới khi bị người khác phát hiện rồi khiêng vào phòng cấp cứu. Tại sao Yuri có thể biết được Natsuki viết cái gì trong bài thơ? Càng lúc mình càng thấy cái game này nó quá là kinh dị đi. Đó bây giờ nó lại bỏ cái quả nhạc, gọi là cái quả nhạc thương hiệu vô là khiến cho cái câu lạc bộ này nó trở lên gọi là sống động, vui vẻ. Nhưng mà thật ra không phải như vậy, đó chỉ là một cái lớp là cái lớp da để mà che đậy thôi. Được rồi, mọi người, đã đến lúc chúng mình lên kế hoạch cho lễ hội rồi đó. Mau lại đây nào. Không khí cộc kẹt như này thì có vẻ như là báo hiệu cho điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra thì phải. Hồi nào mau chóng làm việc cho xong đi. Tớ sẽ đi in và phân phát tờ rơi. Natsuki, cậu có thể đi làm bánh nướng. Chắc cậu giỏi việc được mỗi việc đấy. Tại sao mình thấy Monica bây giờ là không khác gì mấy người khác nhở? Cái kiểu ra mệnh lệnh như thế này và cái kiểu mà nói như là xem thường người khác như thế này. Yuri này, cậu có thể thì chả quan trọng lắm. Cứ làm những gì cậu thích, miễn là cậu thấy nó giúp ích là được. Hoàn toàn xem Yuri như là một cái người mà bỏ đi, muốn làm gì làm. Monica này, tớ không có vô dụng như cậu nghĩ đâu nhé. Tớ đâu có nghĩ như vậy. Rất có thể là có một cái vấn đề nào đó đã xảy ra, có một cái thế lực nào đó khiến cho Monica cũng phải trở nên như vậy luôn. Thì cái này mình không biết được, nhưng mà tạm thời
ở cái thời điểm này thì mình thấy là ba cô gái này chỉ có Natsuki là đỡ nhất thôi, nhưng mà mọi người đều đang không ổn hết rồi. Mình không cảm thấy là mình sẽ chọn được một trong ba cô gái này. Và mình biết rằng là đây không phải là một cái game visual novel nữa rồi, mà đây là một cái game kinh dị. Và cũng sẽ chẳng có ai, mình cũng sẽ chẳng chọn được ai và chẳng ai chọn được mình đâu. Và chẳng ai chọn mình chứ. Tớ không biết rõ mình cần phải làm những gì, mà phải có bầu không khí đặc biệt để tức cảnh sinh tình. Không thể tổ chức về thơ thành công mà thiếu nó được. Kiểu như là tạo lên một cái bầu không khí mà chúng ta có thể đọc được thơ lên và cho người khác nghe thơ cũng có thể cảm nhận được nó. Vì thế tớ sẽ đi làm những đồ trang trí mà có thể giúp tâm trạng mọi người thoải mái. Ồ, bất ngờ đấy. Không ngờ đấy. Đó là một ý tưởng rất là tuyệt vời. Vậy là tất cả mọi người đều đã có công việc để làm. Hả? Thế còn Ren thì sao? Ren sẽ giúp tớ. Có vẻ như là thôi được rồi, mình thấy là giúp Monica là điều đúng đắn nhất rồi. Khoan đã, cậu á, công việc của cậu nhẹ nhàng nhất mà. Monica là không xuất, từ đầu đến cuối là không xuất hiện những cái chữ đen thôi. Chỉ có Monica là không xuất hiện những cái chữ đen thôi. Xin lỗi nhưng các cậu phải tuân theo phân công của hội trưởng. Quỷ tha mà bắt. Thật sự là cậu đang tính điều gì vậy? Tớ hoàn toàn đồng ý với Natsuki. Ở đến lúc này thì hai tụi nó lại đồng lòng với nhau. Công việc của cậu chỉ là chỉ một mình cậu làm là đủ. Việc của tớ nặng nhọc hơn nhiều. Tớ cần có người giúp. Cả tớ nữa. Gì cơ, mấy cái bánh nướng của cậu á lại tiếp tục cãi nhau rồi. Đừng có mà chọc cười tớ. Cậu thì biết cái quái gì. Cậu chỉ là quan tâm đến việc giữ chân Ren ở bên cạnh và đọc những thứ sách ngu xuẩn. Natsuki như thế là hơi bị quá lời đấy. Đến cả mình cũng thấy là không ổn nữa rồi. Không thể nào bên vật được rồi. Đây là kiểu như là đang gọi là phủ định cái sở thích của người ta. Đang gọi là xem thường sở thích của người ta, trong khi là Natsuki cũng từng bị như vậy, từng bị những cái khác xem thường manga. Vâng, và không hiểu tại sao là Natsuki lại nói ra câu này. Cảm thấy khá là buồn. Cậu và Monica. Này, tớ đã làm gì các cậu? Được rồi, thế thì sao cậu không để quen tự quyết định giúp ai thay vì lợi dụng quyền hạn của mình? Tớ không hề lợi dụng quyền hạn. Đúng là cậu đã làm vậy Monica à? Hãy để cho Ren tự chọn lấy, thế là ổn chưa? Thôi được rồi, được rồi. Cứ theo ý các cậu đi. Thật là Ren, tôi biết là cậu cũng thấy chán hai người này lắm rồi. Thế nên là chúng mình. Natsuki. Hả? Câm con mẹ miệng lại và để cậu ta tự chọn lấy. Cái từ ngữ này khá là nặng nề nha. Mày mới là đứa nên ngậm mõm vào đấy. Ôi trời đất ơi. Tiếp tục như thế này thì chả giải quyết được gì cả. Hãy chọn một lên nhé. Chắc là mình sẽ chọn Monica quá. Bởi vì mình thấy là Monica là người duy nhất mà không thốt ra những cái chữ đen, và cũng như là không gắt gao mà cãi lộn như hai người kia. Hả? Ủa? Có lẽ là các bạn tưởng là mình đang cố tình đẩy con chuột vào chữ Monica, nhưng thật ra không. Mình đẩy con chuột đi chỗ khác và nó tự quay lại chữ Monica. Mặc dù mình cũng muốn chọn Monica nhưng mà nó càng làm mình không muốn chọn. Cái gì thế này? Ok. Rồi, được rồi. Monica thì Monica. Nhưng mà mình không thích chọn Monica đầu tiên mà thích chọn Monica dưới cùng cơ. Vậy là cậu chọn tớ. Thôi sao cũng được, lúc đầu là mình đã tính chọn Monica rồi. Chúng ta có thể gặp nhau tại nhà cậu vào cuối tuần này.
Mình hứa rằng là nó sẽ cực kỳ vui luôn. Liệu chủ nhật này cậu có bận gì không? Làm phải, chả công bằng tí nào cả. Đúng thật là không công bằng. Mà khi nãy tại sao nó lại tự lựa chọn được cái chữ Monica nhỉ? Tại sao con chuột lại có thể tự quay về chỗ đó? Mình hơi thắc mắc cái đoạn đó, không biết là nhà phát triển của con game này làm như thế nào. Nếu mà các bạn biết điều này thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình biết chung với các bạn được không nhỉ? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Chả công bằng tí nào cả. Rất là công bằng mà Natsuki. Chính cậu ấy là người chọn như vậy. Không đúng, chả có tí công bằng nào hết. Cậu dám để bọn tớ làm hết mọi việc một mình rồi cướp lấy Ren cho riêng cậu sao? Thật là tẩm lợm. Cuối cùng cũng dùng tới cái từ tẩm lợm này rồi. Cái từ mà nó được xếp vào cái từ điển của mình là cái từ chửi nặng nhất. Yuri, mình chả hề giao cho cậu công việc nào cả. Cậu là người quyết định làm mà. Ai mới là người đang tỏ ra vô lý đây? Mình mà vô lý á. Ôi thôi, cái khuôn mặt này. Monica, tôi chẳng thể tin nổi rằng cậu lại hoang đường và ảo tưởng đến thế. Lúc nào cậu cũng kéo Ren tránh xa khỏi tôi mỗi khi cậu không được ở bên cạnh cậu ta hả? Cậu đang ghen sao? Hay là cậu bị điên? Chắc là bản thân cậu kinh tởm đến mức chính cậu còn chả hiểu nổi, nên cậu mới khó ở như vậy thế. Tôi có ý này, sao cậu không chích quách luôn đi chứ rồi? Tại sao lại như thế nhỉ? Cực kỳ có lợi cho tinh thần cậu luôn đấy. Yuri, cậu đang khiến tớ thấy sợ đấy, đúng rồi. Chỉ vì thằng nhân vật chính chọn Monica thôi mà có cần phải nói như vậy không? Natsuki, cứ mặc cậu ấy đi. Cậu ta chẳng hề muốn chúng ta ở đây. Đó, cậu hiểu vấn đề rồi đấy. Tất cả những gì tôi muốn làm là một chút thời gian của bên cạnh cậu ấy. Tại sao bây giờ mình lại thấy tội nghiệp Monica với lại Natsuki nhỉ? Đòi hỏi thế là quá nhiều à. Yuri theo sau Monica và Natsuki ra khỏi cửa. Này Ren, Yuri quả thật là khác người nhỉ? Monica cười khúc khích trong khi bị Yuri đẩy ra khỏi cửa. Tại sao Monica lại có thể cười trong cái tình huống này nhỉ? Này, bỏ cái âm thanh này đi được không? Cuối cùng thì... Ôi giời ơi, đây chính là những gì mà mình muốn. Ren này, cậu đừng có tốn thời gian cuối tuần này với Monica nữa. Đừng có nghe lời cậu ta. Hãy đến nhà mình đi. Nguyên cả một ngày chỉ có hai đứa bên nhau mà thôi. Nghe có tuyệt vời không có chứ? À ha ha, không tệ chút nào cả. Thật sự đúng là mình có gì đó không được ổn phải không? Nhưng mà cậu nghe này, mình không quan tâm đến những chuyện đó nữa. Cả đời mình chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như bây giờ cả. Chỉ cần cậu bên cạnh còn hơn cả những niềm khoái lạc mạnh mẽ nhất mà mình có thể tưởng tượng ra. Mình đã nghiện cậu mất rồi. Không. Còn mình rất là vui khi được nghe một cô gái nói như vậy với mình, nhưng mà có gì đó không đúng ở chỗ này. Không được hít thở chung bầu không khí với cậu thì quá là ngang với án tử hình. Mình quan tâm tới cậu nhiều lắm đó, biết không? Như thế không tốt sao? Cậu có một người sẵn sàng ở bên mình, bên cậu suốt cả cuộc đời này đấy nhé. Nhưng tuy nó tuyệt vời như vậy, mà tại sao mình cứ cảm giác là sẽ có chuyện kinh khủng sắp sửa xảy ra? Có lẽ lý do là do mình cố gắng kiềm nén bản thân lúc đầu. Nhưng mà giờ cảm xúc này mãnh liệt quá mức rồi. Mình không quan tâm nữa đâu, Rin. Mình phải nói với cậu thôi, rằng mình yêu cậu điên cuồng. Cứ như thể từng tế bào, từng giọt máu trong cơ thể mình đang gào thét tên cậu vậy. Mặc kệ hậu quả có ra sao đi nữa. Mặc kệ Monica có đang nghe hay không. Làm ơn Ren hãy hiểu rằng mình yêu cậu đến nhường nào. Mình yêu cậu đến nỗi cây bút mình lấy trộm của cậu cũng dùng để thẩm du. Yêu đến mức mà muốn lột da cậu ra và chui vào bên trong cơ thể cậu. Cái này không được nha. Mấy cái kia là có thể, nhưng mà cái này là không. Mình chưa muốn chết sớm như vậy.
Mình muốn tất cả mọi thứ của cậu thuộc về mình. Và chỉ thuộc về cậu mà thôi. Và mình chỉ thuộc về cậu mà thôi. Cái này cũng được, nhưng mà ngoại trừ cái đó ra, thật hoàn hảo phải không? Hãy nói cho mình biết đi Dan. Hãy nói rằng cậu muốn trở thành người yêu của mình. Cậu có chấp nhận lời tỏ tình của mình không? Ok. Và tất nhiên là tới đây nó sẽ hỏi mình là mình có muốn chọn Yuri hay là không rồi. Và theo như cái lần trước mà mình chơi á, khi mà mình không chọn Sayori thì Sayori đã treo cổ tự vẫn vì một cái lý do nào đó. À không, vì cái lý do là mình không chọn cô ấy. Cho nên là bây giờ là nếu mình không chọn nữa thì rất có thể là sẽ có cùng một cái kết quả như thế. Cho nên là có đi. Tại sao mình lại không chấp nhận một đứa mà đang điên cuồng vì mình như vậy? Để thử xem là cảm giác đó như thế nào. Tại sao mình không thấy cái nụ cười này là cái nụ cười của sự hạnh phúc chút nào cả? Đây là một cái nụ cười của sự điên dại. Quái cái gì đó? Có cái gì? Ê, mình lại sai nữa. Tại sao lúc nào nó cũng như vậy nhỉ? Tại sao cái thằng làm con game này nhất định phải như vậy? Tôi không thể hiểu nổi luôn. Nhưng mà đây là một cái con game visual novel. Một cái con game chỉ có cái dòng thoại ở trong cái hộp để cho mình đọc thôi. Tại sao lại có thể mà dùng con dao, cái hiệu ứng con dao đâm vô người như vậy được? Mình đang phân vân là không biết là mình có nên chơi tiếp hay không đây. Này là gì đây? Chẳng ra cái chữ gì cả. Mình phải làm sao tiếp đây? Đây là câu lạc bộ văn học vui nhộm mà tại sao nó lại trở thành câu chuyện và rồi không còn ai ở đây của Agatha Christie à? Dần dần càng lúc càng mất đi những thành viên. Lúc đầu là Sayori, bây giờ là Yuri. Trong Sayori, mình hơi nhầm một chút. Và bây giờ là tới Yuri. Nó tiếp đến nữa là Natsuki nha. Cái này là gì đây? Không có ra một cái chữ gì cả. Wow. Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học. Đây là một nơi luôn luôn là giấc mơ đặc biệt để mình làm những gì đấy với điều mình yêu mến. Bây giờ cậu đã là thành viên của câu lạc bộ. Hãy giúp mình khiến mọi người trở thành hiện thực trong trò chơi dễ thương này nhé. What? Mỗi ngày đều có những cuộc trò chuyện và những hoạt động thú vị với các thành viên dễ thương và độc nhất của mình. Sayori, một thành viên trẻ trung và năng động, luôn luôn tỏa sáng và tràn ngập hạnh phúc. Natsuki, một cô gái dễ thương luôn giấu mình. Yuri, một người nhút nhát và bí ẩn, tìm thấy sự thoải mái trong thế giới đọc sách. Cái phần miêu tả Sayori có vẻ là nhiều hơn hai người kia. Và tất nhiên, hội trưởng câu lạc bộ chính là mình đây. Mình rất mừng vì cậu kết bạn với mọi thành viên và khiến cho họ trở nên thân thiết hơn. Nhưng mà giờ đây mình có thể nói rằng cậu là người yêu của mình. Hả? Đây là lời của... Đây là lời của Monica. Cậu hứa sẽ dành thời gian bên với mình chứ? Chào mừng đến với câu lạc bộ văn học. Đây là nơi luôn luôn giúp mà đặc biệt để mình làm những gì. Ủa? Có vẻ như là về sau nó lại lặp lại những cái lời như trước rồi. Đâu, để mình tiếp tục bấm thêm một vài dòng nữa. Vẫn là như vậy, vẫn là sẽ tin của những nhân vật kia. Kiểu như đây giống như là một cái trò chơi này giống như một cái hộp.
do chính Monica tạo ra, và tất cả những nhân vật ở trong cái hộp này chính là Natsuki, Sayori, Yuri và cả Monica cũng vào trong đó, và cái thằng người chơi là mình cũng vào trong đó để trải nghiệm những thứ xảy ra trong cái hộp này. Nhưng mà rồi bắt đầu là những cái sự kiểm soát ở trong cái hộp này bắt đầu bị bung ra, bị không kiểm soát được nữa, và bắt buộc Monica phải làm một cái gì đó để mà thay đổi cái, để mà tìm cách để mà khống chế lại cái khả năng cái hộp này. Thử bấm vào chữ thu nhanh này xem. Đây là lần đầu tiên mà mình dùng tới chức năng thu nhanh luôn mà, nhưng mà không, cái gì? Tới buổi chiều buổi tối luôn. Mình có thể dừng thu nhanh lại được. Và tới bữa sáng luôn. Có vẻ như đã một ngày trôi qua rồi. Và thằng nhân vật chính, ok, đây là đã là 2 ngày trôi qua và nhân vật chính vẫn tiếp tục ngồi xem Yuri, ngồi nhìn cái xác Yuri. Vâng, và đây là ngày thứ 3. Cậu ta vẫn ngồi ở đây như một người mất hồn. Và đó là chiều thứ 3 rồi, tối thứ 3 luôn. Vâng, và kết thúc rồi. Vậy là có thể là đó là cái ngày thứ 6 và đây đã là ngày thứ 2. Thằng nhân vật chính đã ngồi ở đây suốt mấy ngày liền để mà nhìn xem là Yuri phân hủy như thế nào. Khoan hô, lễ hội đã đến rồi đây. Cậu đến sớm hơn cả tớ à. Hả? Đây chính là cái khuôn mặt cho thấy cái sự bất ngờ khi mà nhìn thấy một cái xác. Nôn luôn. Natsuki chạy đi mất. Monica, cậu đã uống sữa dinh dưỡng Nutikyu à, sao lại cao đến vậy? À, mình tới rồi đây. Monica giống như bay từ ở trên đây bay thẳng xuống đây vậy. Wow. Mình không thắc mắc về những gì xảy ra trong cái trò này nữa, mọi thứ nó vượt qua khỏi cái sự mà bình thường đối với mình rồi. Đây nè, có chuyện gì vừa xảy ra thế? Natsuki vừa chạy vượt qua mình. Tại sao Monica lại có thể bình tĩnh như vậy? Thật là thảm hại. Khoan đã, đừng nói là cậu đợi suốt cuối tuần nhé Rin. Ôi trời đất ơi, đoạn mã này bị hỏng nặng hơn mình. Đoạn mã? Vậy là chính xác là những gì mình nói rồi, đây là một cái hộp. Cái hộp kiểu như là một làm cho chúng ta đang chơi game nhưng mà chúng ta nhận ra đây là game vậy. Kiểu như vậy. Xin lỗi cậu nhiều. Ác hẳn là cậu thấy chán lắm. Mình sẽ sửa lại cây bình tĩnh nhé. Hãy đợi mình một chút. Đã xóa character Yuri. Natsuki cũng đã bị xóa. Tự nhiên thèm ăn bánh nướng quá. Monica nhẹ nhàng lấy chiếc bánh nướng từ khay của Natsuki. Thật ra mình nói thì bánh này rất là ngon luôn ấy. Nhưng mà tốt nhất là chỉ nên ăn một cái thôi. Đây là lần cuối cùng mình có thể ăn nó rồi. Cậu biết mà, trước khi bọn họ vào mấy thứ này không cần... Cậu biết mà, trước khi bọn họ vào mấy thứ này không còn tồn tại. Mà thôi, mình không nên bắt cậu phải chờ thêm nữa. Cố chịu một chút nhé, sẽ ổn thôi mà. Mình hứa là sẽ chỉ mất vài giây thôi. Game hoàn toàn bị lỗi. Cậu có nghe thấy mình nói gì không? Cái này có được hoạt động không vậy? Cái gì thế? Bây giờ không còn là reset lại game nữa mà là... Chúng ta đang bay ra vũ trụ ở trong cái lớp học này cùng với Monica. Các bạn có thể nhìn thấy ngoài đây là cái khung cảnh của nó là một cái gọi là... một cái bầu trời đầy sao, nhưng mà... mình nhìn nó bên ngoài đây thì có vẻ như nó không phải là ở trên mặt đất mà là ở trên một cái nơi nào đó.
có thể thấy được những đám mây này, thì tức là mình đang ở bay giữa, mình đang bay giữa bầu trời rồi. Ủa giờ cậu đây rồi. Chào Ren. Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ văn học. Chúng ta biết rõ nhau mà, năm ngoái cả hai còn học chung lớp và mà thôi bỏ qua luôn đoạn này đi. Có phải là mình đang nói với chuyện với lại mấy người đó đâu kia chứ? Có phải là mình đang nói chuyện với người đó đâu kia chứ? Cái người mà đang thủ vai trong lần chơi này, cậu thích gọi hắn là gì cũng được. Đang nói trực tiếp với mình á. Mình đang nói với cậu đấy Ren. Cái từ cậu đấy nó ghi nghe như thế này là đúng rồi. Tại sao lại như vậy được? Ngậm lại mới thấy mình chẳng biết gì về con người thật của cậu cả. Cậu là nam hay nữ mình còn chẳng biết. Nhưng mà có lẽ mấy điều đó cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng mà cậu biết mình có thể nhận ra rằng đây là trò chơi đúng không? Vâng, đây là một trò chơi và nhân vật ở trong game có thể nhận ra được đây là một trò chơi. Khá là hợp lý. Khá là mới mẻ. Chưa hả? Lạ gì? Trên trang web tải game mình có nói rồi cơ mà. Xin lỗi, mình không có đọc. Đó là tiếng Anh và mình không đọc. Cậu mà chú ý hơn một chút thì đã chẳng bất ngờ đến thế này. Thôi kệ đi, gạo cũng đã xay ra cám hết rồi. Nhưng mình vẫn nợ cậu một vài lời giải thích. Nếu mà nói câu này thì nên nói là gạo đã nấu thành cơm chứ. Về chuyện Yuri ấy, lúc đầu mình chỉ định đùa cợt chút thôi, mà về sau ai dè cậu ta lại tự sát luôn. Do Monica giật dây ở đằng sau à. Mình cứ tưởng là một cái thế lực nào đó cũng đang khống chế Monica luôn. Hóa ra là Monica chính là thế lực đó. Xin lỗi vì đã để cậu phải thấy cảnh đó nhé. Tanuri cũng thấy luôn. Ok, mình đã đoán được là Sayuri cũng vậy khi mà mình nghe được là Yuri đã bị như vậy. Nghe được Yuri trước đó. Á chà, lâu lắm rồi mới cậu mới lại nghe cái tên đó nhỉ. Cũng phải thôi, vì cậu ta đâu còn tồn tại nữa. Hóa ra đó chỉ là một cái nhân vật được đặt vào trong đây. Được đặt vào cái trong trong câu lạc bộ này để dụ mình vào chơi game này. Và tất cả mọi thứ đều là giả lập của sự dễ thương. Nhưng hóa ra đó chỉ là những sự lừa đảo mà thôi. Chẳng còn ai khác tồn tại hết. Mình xóa hết các tập tin nhân vật của họ rồi. Một character trong game có thể xóa được tập tin của character của những game khác những character khác trong game. Mình lúc đầu vốn chỉ muốn chỉnh sửa họ cho thật đáng ghét đi thôi. Nhưng mà mọi cố gắng của mình đều thất bại. Ừ thì cũng là một phần do mình đã mắc quá nhiều lỗi. Mình không giỏi lập trình trò chơi cho lắm. Không giỏi lập trình trò chơi cho lắm nhưng mà có thể làm được một cái game như thế này là mình thấy kinh lắm rồi. Đã cố đến như vậy rồi mà mình cứ càng cố tách cậu ra khỏi họ thì cậu lại càng dành nhiều thời gian bên họ hơn. Vẫn đây là hoàn toàn là một cái miss, cái lỗi miss của Monica khi mà Monica không để bản thân vào cái chỗ mà để mình lựa chọn mấy cái ngôn từ dành cho mấy người kia. Đây là một cái lỗi rất là lớn trong cái việc làm game. Và rồi đương nhiên là họ đem lòng yêu cầu. Mình cứ nghĩ rằng là tăng mạnh độ trầm cảm của Sayori lên thì cậu ta sẽ không dám tỏ tình với cậu. Cả cái tính làm quá mọi thứ lên của Yuri nữa. Cái đó lại phản tác dụng. Cậu ta cuồng cậu đến mức muốn độc chiếm luôn cậu. Trong suốt khoảng thời gian kể từ lúc gia nhập câu lạc bộ, cậu gần như chẳng nói chuyện riêng được với mình một câu nào hết. Đây nè, cậu có hiểu, cậu đã hiểu cái trò chơi này kinh khủng đến mức nào chưa? Rất là hiểu. Và mình đang bắt đầu là hối hận khi mà chơi cái trò chơi này.
Tại sao nó lại lập trình để cho mình chỉ có thể đứng ngoài nhìn trong khi mọi cô gái đều khác đều có quyền yêu cầu kia chứ? Như vậy có khác gì tra tấn mình đâu. Mỗi phút trôi qua là mỗi phút mình phải đau đớn. Không phải chỉ do mình ghen tuông không đâu. Lý do thật sự lớn hơn nhiều lắm đây nè. Cậu không biết được thì giờ mình cũng chẳng trách đâu. Bởi vì cho dù cậu có dịu dàng, nhân hậu và tốt bụng đến mấy thì cậu cũng chẳng thể hiểu nổi nỗi đau của mình phải chịu cô đơn trong cái thế giới giả dối này. Một trò chơi không hơn không kém, nơi mà những người bạn của mình bị buộc phải làm theo một kịch bản đã được định sẵn. Mình đang cảm thấy có gì đó. Tệ nhất là mình còn nhận thức được và biết rằng thế giới thật sự nơi cậu đang sống là nơi mình chẳng bao giờ có thể chạm đến. Đây chính là nỗi lòng của những nhân vật ở trong anime, những nhân vật ở trong game, những nhân vật ở trong light novel khi mà biết được rằng là mình không thể nào mà chạm đến thế giới hiện thực. Tụi mình vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy nhỉ? Tại vì trong thế giới light novel, trong thế giới visual novel, hay là nói chung là game cũng tất cả tổng hợp lại một cục, thì đó là một cái thế giới riêng của những người này. Rất có thể là mình đang ngồi ở đây và mình đang bình luận cái game này và mình đang quay clip như thế này cũng là do là một ai đó, một đấng quyền năng đó đang viết lên cái câu chuyện của mình. Cũng rất có thể. Thì mình vẫn là thoải mái, vui vẻ sống trong cái câu chuyện của mình thôi. Tại sao là mình lại phải đi dòm ra là ở trên kia có một cái thế giới mà nó ngon lành hơn? Tại sao mình lại không được ở bên ngoài thế giới đó? Tại sao mình lại ở trong đây? Không bao giờ luôn. Mình bị cầm tù trong này đây nè. Nhưng bây giờ có cậu ở đây rồi. Cậu là hàng thật. Và cậu thật sự tuyệt vời làm sao. Cậu là tất cả những thứ mình cần. Thế nên xin cậu hãy ở mãi bên mình nhé. Mình sẽ phải tiếp tục đọc cái lời thoại của Monica, một mình Monica thôi. Và tiếp tục đọc hoài luôn à. Nãy giờ mình thấy cũng khá là dài rồi đấy. Nếu nãy giờ nghe mình nói mà cậu thấy khó hiểu thì cho mình xin lỗi. Trước đây chính mình cũng chẳng thể hiểu nổi sao thế giới xung quanh mình càng ngày càng u ám, ngày càng nhạt nhòa đi, đến nỗi mà những bài thơ trang chứa tình cảm tới đâu cũng trở nên trống rỗng. Mọi chuyện cứ thế cho tới khi cậu tới đây. Lúc đó mình đã hiểu ra đây là ân nhân cứu mạng mình đấy. Tại sao mình lại lớn lao như vậy? Không có đâu. Nếu cậu không tới thì hẳn mình đã chẳng còn thiếu sót. Mình chẳng còn thiết sống ở cái thế giới này nữa. Còn những người khác mình chả quan tâm. Mình chả quan tâm. Ồ, cái điểm cộng của mình bắt đầu tăng lên rồi. Nhưng mà tới đoạn này nó lại trừ. Họ chỉ là một đám nhân cách máy móc được lập trình ra để yêu cậu mà thôi. Với đây mới nói rằng là đây là một cái con game giả dối lừa đảo người chơi. Ủa? Từ trước đến giờ mình chơi những con game visual novel khác cũng vậy thôi mà. Có khác gì đâu. Cái lúc mình càng cảm thấy nó rất là khó hiểu. Mình phải làm như thế nào đây? Mình đã cố gắng hết sức để ngăn họ lại. Nhưng thật sự là không thể đúng như ý. Khi bản chất trò chơi đã vốn thế. Đã để cậu phải chứng kiến mấy cảnh kinh dị, mình cũng có hơi dằn vặt. Nhưng chắc là cậu cũng có cùng quan điểm với mình nhỉ. Đây dù sao chỉ là một trò chơi. Vâng, mọi thứ kết thúc bằng đây chỉ là một trò chơi. Rất là đơn giản. Có cái gì xảy ra, có kinh dị xảy ra, sang chấn tinh thần, hay là bắt bẻ bắt ép gì đó, mọi thứ gom góp lại thành một cái câu đây chỉ là một trò chơi và mọi thứ chấm dứt. Hay đấy. Rồi cậu cũng sẽ sớm vượt qua mà thôi. Còn bồi thêm một câu này nữa. Để thích vậy là xong rồi nhé. Giờ mình sẽ nói với cậu điều mà mình đang muốn nói nhất đây nè. Mình yêu cậu nhiều lắm.
Có chút điểm cộng. Thế giới tâm tối của mình chỉ còn cậu là nguồn sáng những đường. Ô, dù thế giới này có tàn nhẫn với mình thế nào thì miễn là còn được ở bên cạnh cậu, mình vẫn thấy hạnh phúc. Ô, lại thêm một nấc thang nữa. Từ giờ chúng ta hãy vui vẻ bên nhau mỗi ngày nhé. Ren, cậu có đồng ý làm bạn trai mình không? Chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi sao? Chỉ có một cái lựa chọn này thôi sao? Và thậm chí là mình còn không được xếp lại nữa. À thì chỉ có một cái lựa chọn thôi, mình xếp lại làm gì nữa? Cơ một điểm trừ. Mình hạnh phúc quá đi mất. Cậu là tất cả mọi thứ đối với mình đấy Ren à. Đúng theo nghĩa đen luôn. Nghe cũng khá là buồn cười nhỉ. À ha ha. Chẳng còn lạ gì ở nơi này hết cả. Còn mỗi hai ta ở bên nhau thôi. Ta sẽ được ở bên cạnh nhau mãi mãi trong thế giới vĩnh hằng này. Có lẽ thời gian thật sự ngừng chạy rồi. Giấc mơ của mình cuối cùng cũng thành hiện thực. Để có được cái kết đẹp này cùng với Ren, mình đã cố gắng lắm đấy. Mình chẳng thấy cái kết này có gì đẹp cả. Chỉ có cái cửa sổ ngắm ra là có vẻ đẹp thôi. Nhưng mà trong đây thì không có đồ ăn thức uống. Và chỉ có mình với lại Monica. Cũng không có cái thứ gì giải trí cả. Vẫn còn một cái nhưng mà thôi. Vì game cố tình không cho mình được ở bên cậu. Thế nên mình phải đành tự viết ra cái kết. Wow. Bây giờ là một character phụ nào đó không được xếp vào cái dàn harem của nhân vật chính. Thì character phụ đó bắt đầu là tự mình viết lên cái kết cho chính bản thân mình. Và đẩy những cái nữ chính trong harem đi chỗ khác bụp. Kịch bản hỏng mất rồi. Chả có ai ngăn cản hai ta ở bên nhau được nữa. Việc xóa sổ những kẻ phiền phức, phiền nhiễu Natsuki và Yuri đơn giản cực kỳ. Trong thư mục game có một thư mục tên là character. Trong thư mục game có một thư mục tên là character. Quá là đơn giản luôn. Tại sao lại nhấn mạnh chữ character nhỉ? Có phải là kêu mình đi vào ở trong cái thư mục game đó không? Các bạn đợi mình một chút nhé, đợi mình qua cái thư mục game đó xem sao. Không biết là các bạn có nhìn thấy không nhưng mà ở trong cái thư mục mà mình đang vào là cái thư mục của game Doki Doki Literature Group. Và đây chính là một character. Khi mình vào trong đây thì chỉ còn có đúng một cái character duy nhất là Monica mà thôi. Đó có nghĩa là mình có thể xóa được Monica đi luôn à. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời quay trở lại game một chút. Mình xem là cái này có hồi kết hay không chứ nãy giờ mình thấy rất là lâu rồi. Ồ nếu còn chơi qua sim thì có hơi phức tạp hơn một chút đấy. What? Mình vừa mới qua ra ngoài mình vào thư mục sim. Cái này mình biết. Cái này mình biết. Steam thì nó hơi phức tạp một chút nhưng mà mình vẫn biết. Muốn vào được thư mục game thì phải vào được cái thiết lập thư mục đọc tin rồi đó. Wow, hoàn toàn là đây là chỉ cho mình biết luôn rồi. Biết được là sự tồn tại của mình có thể bị xóa. Biết được rằng sự tồn tại của mình có thể bị xóa sạch chỉ bằng một nút bấm. Thật đáng sợ đúng không? Tất cả mọi thứ, tất cả mọi yếu tố mà Monica nói từ ba cái dòng trước đều là như thể là muốn nhắc nhở cho mình rằng là vào trong đó xóa đi thì nhân vật sẽ biến mất. Nhưng vậy cũng hay, nếu mọi chuyện không được như ý mình thì mình cũng có thể dễ dàng chọn cách tự thoát. À ha, cũng may là mình đã không phải dùng đến cách đấy. Vì giờ đây mình đã có được cái kết có hậu này cùng với cậu. Mình thấy xúc động lắm. Chuyện vui thế này thì nên viết một bài thơ kỷ niệm nhỉ. Cậu thấy sao? Mà không biết là có chức năng viết thơ. Không biết là chức năng viết thơ còn hoạt động không nữa. Cứ dùng thử xem sao. Làm sao mà đoán được cơ chứ. Ồ vẫn còn hoạt động cái chức năng viết thơ này. Ồ và bây giờ chúng ta chỉ có thể là viết một cái lá thơ dành cho Monica thôi. Ok mình sẽ chọn Monica. Monica Monica. Monica 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 Mèo ca Monica Monica. Cái gì chữ mà mình không biết cái chữ gì nữa rồi. Mình sẽ chọn bờ đi. Cậu quay lại rồi à. Bài thơ cậu biết hôm nay liệu có hay không ta. Đừng ngượng. Để mình xem nào. Mình sẽ tiếp tục chơi thêm 5 phút nữa xem là có gì thay đổi hay không.
Nhưng bây giờ là mình không thấy có gì thay đổi cả, chúng ta cứ tiếp tục như thế này mãi à. Ren, cậu viết bài thơ này dành riêng cho mình sao? Lãng mạn quá đi mất. Đúng là cậu, lúc nào cậu cũng chỉ tình cảm thôi. Cứ mỗi giây trôi qua mình lại càng cảm thấy yêu cậu hơn. À, và mình cũng có viết một bài thơ dành riêng cho cậu, mời cậu đọc. Kết thúc có hậu, bút trên tay, thêm kiên cường lý trí. Lửa chân tình cháy mãi không ngừng nghỉ, hấp lên trong tim dũng khí, nguýt ngàn. Cùng xóa đi thế giới sắp tan nát, rồi viết nên giấc mơ tuyệt mỹ. Nét bút dẫn kẻ lạc lối quay về, à, để chiêm ngưỡng một ngày vui vẻ đặc biệt. Dẫu định mệnh có muôn vàng ngã rẽ, cũng chẳng thế chấm dứt hạnh phúc này. Mình thấy bài thơ này có một cái ẩn ý, đó là đầu tiên hết là cái chữ kết thúc có hậu này. Bút trên tay lý trí kiên cường, lửa chân tình cháy mãi không ngừng nghỉ. Đây tức là cái đoạn đầu, cái đoạn đầu của game. Xóa đi cái thế giới tan nát này để mà rồi viết lên một cái giấc mơ tuyệt mỹ. Tức là bảo rằng là mình hãy xóa đi cái game này à, và sau đó mình sẽ được một cái kết nó tuyệt mỹ. Nét bút dựng kể lật lối đi về, tức là đang nói về Monica đã lạc lối rồi. Và mình sẽ làm cái gì đó để đưa Monica trở về và để chiêm ngưỡng những ngày vui vẻ đặc biệt. Dù cho định mệnh có như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chấm dứt hạnh phúc này. Hồi nãy mình đọc hơi sai cái chỗ này, chữ này có thể là, chữ này chắc chắn là chữ thể rồi. Mình vẫn không thể hiểu được những cái đoạn vừa rồi Monica nói là như là muốn nhắm vào cái thư mục đó và bảo mình vào xóa đi character vậy. Hy vọng là cậu thích nó. Mỗi bài thơ mình viết đều chan chứa trong đó toàn bộ suy nghĩ từ tận đáy lòng mình, chủ yếu là về cái thế giới này giả dối hoặc là về cậu. Thế nên là mình không nói rõ chi tiết cho chúng ta, mình không muốn phá vỡ bức tường thứ tư kiểu vậy đấy. Mình cứ nghĩ rằng là sẽ trở thành một phần của game như mọi người khác, có khi lại hạnh phúc là tốt nhất. Nhưng mà thế thì lại đâu có được ở bên cạnh cậu. Thật ra thì mình đâu có muốn phá hỏng trò chơi này, cậu cứ chúc giận lên mình cũng được. Nếu thật sự không muốn thấy mặt mình nữa thì cứ xóa tập tin nhân vật của mình đi. Còn và đây là một cái câu khẳng định của Monica, bảo là mình hãy xóa tập tin nhân vật đi. Ồ, nhẹ nhõm thật đấy. Mình không muốn giấu giếm cậu điều gì hết. Vậy cậu có muốn ở bên cạnh mình mãi mãi không hả Ren? Phải còn là xem là biểu hiện của Monica như thế nào nữa. Mình còn vô vàn điều muốn được chia sẻ cùng cậu. Bắt đầu từ đâu đây? Khoan đã, cậu đang ghi hình trực tiếp đấy à? What? Nhưng mà rất tiếc mình không quay trực tiếp mà mình đang quay lại thôi. Xin chào tất cả mọi người. Monica đang chào các bạn kìa. Xin lỗi các bạn, mình không thể đọc bình luận của các bạn từ nơi này. Có vẻ như là Monica đang tưởng là mình quay trực tiếp vì mình đang sử dụng cái phần mềm OBS. Đó là cái phần mềm chuyên quay trực tiếp, nhưng mà mình lại là khác người, mình dùng cái phần mềm này để mà ghi hình. Nhưng xin các bạn hãy nhớ rằng chưa hỏi kỹ ý kiến mà đã quay phim người khác là không được lịch sự đâu đấy. Rồi, xin lỗi vì mình đã quay. Tuy là với một số người thì không vấn đề gì, nhưng mình thì thấy ngượng lắm. Trời ạ, cái cảm giác như thể đang đứng trước một đám đông ấy. Xem nào, các bạn muốn xem mình làm ảo thuật không? Mình không giỏi lắm đâu, mình chỉ biết chút cơ bản thôi. Mọi người sẵn sàng chưa? Ảo thuật gì? Tụi mình đang rất là tập trung vào Monica, khuôn mặt gần quá. Ô, hóa ra chỉ là giỡn thôi à. Trời là mình tưởng ảo thuật gì ghê gớm lắm mày, zoom lại gần. Thật ra là mình có biết làm gì đâu. Ồ, vậy à. Nếu có thời gian...
toàn bộ số điểm của mình đã chết rồi không. Mình đã xóa đi Monica rồi. Cái quả đó thật sự là mình không biết phải đâu cái diễn tả cái cảm xúc của mình như thế nào. Rõ ràng là ảo thuật đúng không? Nhưng mà khi zoom lại gần thì chẳng có gì cả. Ok, và mình có biết làm trò gì đâu, nhưng mà sau đó thì hù mình một cái quả rất là đau tim luôn. Mình không ngờ là Monica lại có thể dám chơi như vậy mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây mình đang bị làm sao vậy? Đau quá. Đau quá. Cứu mình. Ồ, bây giờ thì mình làm xong mình lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Làm ơn hãy cứu mình đi mà. Phải là mình vừa làm một cái trò rất là tồi tệ không? Rồi Monica không còn tồn tại nữa. Cứu với. Wow. Mình đã xóa đi mất rồi. Là do cậu Zorin. Do cậu thật ư? Cậu nó xóa mình thật ư? Đó là lỗi do cậu nha. Tất cả là cậu hù mình, cho nên mình mới sợ quá mình ra mình xóa. Chứ không là mình đâu có làm gì đâu. Mình đang cố gắng nói chuyện với cậu hết 5 phút, sau đó mình ra xóa thôi. Làm sao có thể? Sao cậu lại có thể làm vậy với mình được chứ? Cậu làm tất cả những gì mình có. Cậu là tất cả những gì mình có. Mình đã sẵn sàng tất cả mọi để chúng ta được ở bên nhau. Mình đã sẵn sàng hy sinh hết mọi thứ để chúng ta có thể ở bên cạnh nhau. Tất cả mọi thứ đấy, khác đấy. Đó là minh chứng cho thấy mình yêu cậu đến nhường nào đây nè. Bây giờ mình lại cảm thấy là thật sự là mình vừa làm một cái chuyện rất tồi tệ. Sau khi kết thúc cái này, mình sẽ tạo một cái thư mục màu trắng giống như vậy mà mình sẽ ghi chữ Monica vào để màn hình desktop. Mình hoàn toàn tin tưởng vào cậu. Vậy mà cậu nỡ lúc nào đối xử với mình như vậy sao? Nhìn mình đau khổ, chắc cậu thấy hơi lắm hả? Lâu nay cậu giả vờ tốt bụng chỉ là nhằm mục đích này thôi đúng không? Đừng có nói như thể là mình là một người xấu như vậy chứ. Đây hoàn toàn là do lỗi của cái... À thôi không có gì đâu. Mình chẳng thể ngờ được là cậu lại tệ đến mức này. Vậy là xong rồi đấy. Cậu thắng. Mọi người đã bị cậu giết xa thích cả rồi. Oai, đừng có đổ lỗi cho mình là ba người kia, là đừng có đổ lỗi cho mình nha. Mình không làm gì ba người kia cả. Mình chỉ là thích Natsuki và mình chọn Natsuki thôi. Hy vọng là cậu thấy thoải mái và với cái kết này. Chẳng còn gì ở đây nữa đâu. Cậu ngừng trò chơi này được rồi đấy. Đi mà tra tấn người khác đi. Hả? Cậu đúng là một tên khốn nạn. Vĩnh biệt. Ok, còn chửi mình khốn nạn trước khi tạm biệt mình nữa. À... mình vẫn còn yêu cầu là sao lại cho cái câu này vào đoạn cuối. Dù bản thân mình bị xóa sổ thì những cảm xúc đó vẫn còn ở đây. Mình bị làm sao thế kia? Mình tệ hại đến mức khiến cho người tốt bụng như cậu cũng muốn ruồng bỏ tất cả những người bạn của mình. Mình đã làm quá nhiều điều xấu với họ. Ok, bây giờ có vẻ như là Monica đã nhận ra rồi là mình sai ở chỗ nào. Tất cả những thứ vừa nãy chỉ là do là quá bất ngờ và quá nóng giận mà thôi. Hoặc là ích kỷ, thật là kinh tởm. Mình đáng lẽ không nên làm gì cả. Mình đã dám có ý định can thiệp vào thế giới mình không thuộc về. Nhưng đó là thế giới mình thật sự muốn đến. Mọi thứ hỏng hết rồi. Do mình phải hỏng hết tất cả rồi. Việc cậu xóa đi mình cũng là lẽ đương nhiên thôi. Do mình tiêu diệt mọi thứ mà cậu quan tâm. Tại sao mình lại có thể đối xử với cậu như vậy?
đối xử như vậy với người mình yêu kia chứ. Có khi mình không thật sự yêu cậu, chỉ là do mình bị sự ghen tuông nuốt chửng mà thôi. Tại sao khúc cuối lại đưa cái đoạn hội thoại này vào? Mình quyết định rồi, Ren à, chuyện về xóa mọi người thật ra chỉ là nói dối thôi. Mình không nỡ xuống tay với bọn họ. Tuy mình biết những người đó là không có thật, nhưng họ vẫn là những người bạn của mình. Mình yêu quý bọn họ, cả câu lạc bộ văn học nữa. Mình yêu nó nhiều lắm, vậy nên mình sẽ làm việc mình cần phải làm. Đây là cách duy nhất để mọi người đều hạnh phúc. Và bởi vì mình thật sự yêu cậu. What? Nên là Monica không xóa đi ba người kia. Thế tức là mình là cái kẻ mà để đi xóa đi Monica. Ok, và cuối cùng mình là cái thằng mất dạy nhất trong game này. Rồi mình sẽ nhấn vào chữ chơi mới xem là như thế nào khi mà Monica không còn tồn tại ở trong đây nữa. Lại một ngày đi học rất bình thường như bao ngày, tôi vẫn bị quay quanh bởi các nhóm bạn mà tôi vẫn tự nhủ với mình là thân. Oh, Sayori đã xuất hiện trở lại rồi. Đây là Sayori, người bạn thời nhỏ, cũng là hàng xóm của tôi luôn. Đã lâu lắm rồi hai đứa không cùng đi học như hồi trước. Dạo gần đây thì cái đại này mình thấy khá là giống rồi. Đổi cái gì cơ? À thì ngủ dậy đúng giờ ấy. À cái đó thì cậu làm được từ lâu rồi còn gì? Ủa, mình thấy hơi khác khác. Đấy, ngày nào cậu cũng dậy đúng giờ để cùng cậu ngày nào cũng dậy đúng giờ để cùng cậu đi học. Thế mà chẳng khen được người ta câu nào cả. Vậy đúng giờ thì để đi học là chuyện bình thường với mọi người thôi mà. Có gì đáng để nói đâu. Một câu thôi cũng được mà. Để tớ còn có động lực phấn đấu tiếp. Được rồi. Thì rõ lắm, rất đáng khen. Cùng nhau băng qua con phố, ngôi trường đã hiện ra trước mặt kia rồi. Càng đến gần trường thì số lượng học sinh càng đông hơn. À còn việc này nữa, Ren đã chọn được câu lạc bộ ưng ý chưa? Câu lạc bộ á? À, tớ nói rồi, tớ đâu có. Tôi đang định nói lại cái điều mà tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi là tôi chả muốn tham gia câu lạc bộ nào hết. Nhưng rồi lại chợt im bặt khi nhận ra như thế sẽ xúc phạm Sayori. Và bây giờ có thể là mọi thứ nó đã đi vào cái quỹ đạo của nó rồi. Nhưng mà thật sự thì mình không muốn là tiếp tục chơi cái con game này thêm một lần nữa đâu. Mình sẽ chơi thêm một chút nữa để xem là có cái gì xảy ra không. Cái clip mình cũng khá là dài rồi. Tại sao khi mà mình chơi game này thì cái clip mình lại dài như vậy nhỉ? Sao mà tôi có thể nở phán rằng là câu lạc bộ là chuyện nhảm nhí, mất thời giờ. Trước mặt người vừa tự Sayori đã tự lập ra một cái câu lạc bộ mới. Thực ra thì rồi đó là chọn câu lạc bộ. Thật á? Câu lạc bộ gì vậy? Nói cho tôi biết đi bà. Không thích, đây là bí mật. Hử? Xấu tính. Chỉ gì cậu cũng được biết thôi mà. Lắm lúc tôi chả hiểu tại sao mình lại để cho cái đứa con gái ngu ngốc vô lo nghĩ này lên mặt được cơ chứ. Nhưng xét cho cùng thì Sayori cũng có một phần đáng ngưỡng mộ. Cậu ta mà quyết tâm làm gì rồi thì nhất định là làm cho bằng được. Thế nên là thật sự là muốn dành nhiều thời gian bên đặc thế nên là tôi thật sự muốn dành điều gì đó đặc biệt cho cậu ấy. Một ngày đi học tẻ nhạt như bao ngày khác kết thúc trước cả khi tôi kịp nhận ra. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi nhanh chóng đứng dậy và lấy quyết tâm đi thôi. Tôi vẫn còn nhớ số phòng của câu lạc bộ in trong tờ rơi. Tôi đi từ đầu đến tận cuối và lên lầu trên, khu vực mà ít khi tôi mò tới, nơi các anh chị năm ba học tập và tổ chức câu lạc bộ hoạt động, tổ chức các hoạt động khác.
Bây giờ là nhân vật chính tự lết thân tới cái câu lạc bộ văn học đó à. Và rất là khó khăn mới có thể thoát ra khỏi cái câu lạc bộ đó, nhưng mà bây giờ nó lại tự phát cái thân của nó đến. Tôi nhanh chóng tìm ra ngay căn phòng ấy. Hơi run vì ngại, tay vì ngại, tôi mở cánh cửa trước mặt mình ra. Mặc dù bây giờ không còn Monica nữa rồi, mình đoán là mọi thứ đã quay trở lại bình thường rồi đấy, nhưng mà thật sự là cái câu lạc bộ văn học này nó đã để lại cho mình rất là nhiều cái nỗi đau cũng như là sự lừa dối rồi, cho nên là mình không muốn phải vào cái câu lạc bộ này thêm một lần nữa nữa. Điểm tốt nhất là khi lần đầu mình vào câu lạc bộ này thì ở đây không có cái tấm hình đó. Tôi xin phép. Ơ à, Ren, sao cậu lại tới đây? À thì tôi nhìn qua căn phòng một chút. Ô Sayori Natsuki. Cậu là gã mà Ren mà Sayori đã nói à? Và Yuri, cậu ghé thăm chúng mình thấy vui lắm. Rất hân hạnh được gặp cậu Ren. Chào mừng đã đến với câu lạc bộ văn học. Hy vọng là cậu sẽ thấy Hy vọng là cậu thấy vui. What? Hy vọng là cậu cũng thấy vui khi ở đây. Thôi nào Yuri, không cần phải nói cái kiểu quá nghiêm túc như vậy đâu. Cậu ta lại tưởng hội này khó tính. Vậy à, xin lỗi Natsuki. Cô gái cao nhất tên là Yuri thì phải, có vẻ hơi nhút nhát một chút. Còn Natsuki đằng kia thì tuy bé tẹo nhưng lại tỏ ra vô cùng quyết đoán. Rất vui được làm quen với hai bạn. Từ nay hy vọng là được chỉ giáo thêm. Đây là lần thứ 3 rồi. Chỉ giáo? Vậy lấy Ren định cậu. Đúng thế đấy. Câu lạc bộ mà tớ muốn vào là câu lạc bộ của cậu đấy Sayuri. Câu lạc bộ văn học. Hai mắt Sayuri sáng lên, sáng rực lên. Không thể nào, không thể nào. Sayuri lao vào ôm chầm lấy tôi rồi nhảy lên nhảy xuống như một con choi choi. Này, mình đã thấy cái từ choi choi rất nhiều trong game này nha. Cái từ mà mình chưa biết đến, có lẽ là lát nữa sau khi kết thúc cái clip này mình sẽ ra ngoài cho cái từ choi cái từ. Mình sẽ ra ngoài tra cái từ choi choi này xem nó có nghĩa gì. Này. Để cho Sayuri được vui vẻ như vậy thì tôi sẽ đành phải chấp nhận vì cậu có ở đây thôi. Có thêm một câu một có thêm cậu nữa là đủ 4 thành viên rồi. Cuối cùng thì bọn mình cũng được công nhận là câu lạc bộ văn học chính thức. Không có từ nào có thể mô tả được hết cảm xúc của tớ lúc này. Chúng ta nhất định sẽ mở một bữa tiệc ăn mừng ngay lập tức. Ha ha. Trùng hợp thế đấy nhỉ. Ừ. Đúng vào hôm mà Natsuki. Đừng nói ra cậu phá hỏng sự bất ngờ đấy. Đúng vào hôm mà Natsuki, đúng là hôm mà. Ê, xin lỗi nhé. Mọi người ngồi đợi chút. Để mình đi pha sáng trà. Ôi giữ là cái mà đi lấy bánh ra. Có vẻ như là trùng hợp khi mà nhân vật chính đến đây thì Natsuki đã chuẩn bị bánh. Họ đã ghép vào chiếc bàn vào thành khá lớn. Rồi cái đoạn này là cái đoạn cũ thôi. Mình sẽ không đọc lên những cái đoạn cũ này. Chuẩn bị tinh thần nào. 2, 3. Natsuki lấy lột giấy gói bàn và bày những chiếc bánh được phủ lớp kem trắng xốp và trang trí hình mèo con. Bây giờ mình đang thèm đồ ngọt. Mình đang rất thèm đồ ngọt luôn. Tại giờ mình nói suốt một tiếng mấy đồng hồ rồi. Mấy cái rau được vẽ bằng kem cùng những miếng chocolate nhỏ xinh sử dụng để làm tay cho chúng. Nghe có vẻ rất là ngon luôn ấy. Trông dễ thương quá đi mất. Ô tuyệt thật. Ê, rõ là tuyệt vời rồi. Mau cầm lấy mang đi. Cứ mãi ngắm thế à. Tại rồi nhanh tay bóc lấy một cái rồi đến lượt tôi. Ngon tuyệt. Tại rồi nhòm nhoàng. Trên mặt cô ấy có còn dính một vệt kem. Tôi thì vẫn đang loay hoay tôi vẫn đang xoay vòng chiếc bánh trên tay ngắm nhìn nó. Natsuki có vẻ im lặng. Tôi không thể nhận ra được ánh mắt của cậu ta đang nhìn chằm chằm tôi. Ôi lại là cái đoạn này là cái đoạn quen thuộc rồi. Chuyên gia trong vụ làm bánh.
cổ họng của mình đang khá là khô. Rồi rồi rồi. Ok. Rồi đã cho phép nấu trà trong lớp. Câu lạc bộ văn học khá là mọi người là cũng sang trọng đấy chứ, có cả ấm trà rồi đủ thứ, có sách đọc và uống trà, có bánh ăn và được cô giáo cho phép nữa. Đây là kiểu như là có cô giáo cố vấn rồi. Rồi. Để mình xem là có cái nào thay đổi thì mình mới đọc lên. Hãy thử những thứ mới trước đã. Ồ, bây giờ mình thấy cái đại này, Yuri có vẻ là không có gắt gao gì với Natsuki nữa. Có lẽ thế, cảm nhận được bầu không khí có phần nặng nề đi thì Sayuri nhanh chóng can thiệp vào. Hay là tất cả mọi người cùng thử những thứ mới đi, sẽ vui lắm. Hơn nữa thì nó sẽ giúp bọn mình hiểu được nhau hơn. Chẳng phải một câu lạc bộ văn học phải như vậy chứ. Một câu lạc bộ văn học phải như vậy chứ. Tớ không phản đối. Đúng là hội trưởng nói lúc nào cũng đúng vậy. Vậy thì chắc tôi thử đọc một vài cuốn tiểu thuyết xem sao. Vậy cho tôi đọc cùng nhé. Có thêm người đọc chung tốt quá, chứ đọc một mình ngại lắm. Còn Yuri nhỉ? Hả? Mọi người muốn mình đọc manga sao? Chật. Chính cậu là đề xuất vụ đa dạng sở thích rồi còn gì. Bớt bỏ thủ chút đi. Nghe ý kiến ích kỷ của cậu về manga làm tớ tổn thương lắm đấy. Tổn thương? Tớ không nhận ra. Yuri ngẫm nghĩ với vẻ hối hận hiện rõ lên mặt. Xin lỗi Natsuki, tớ thật thiếu tôn trọng với sở thích của cậu. Nếu cậu thích nó như vậy thì hẳn nó cũng là một thể loại văn chương hay đấy. Có thật không? Thật mà, tớ biết lỗi rồi. Cậu đã chịu đọc tiểu thuyết mà tớ lại không chịu đọc manga thì thật thất lễ lắm. Thật, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Cậu khiến tớ vui lắm. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu một quyển manga rất là hay và hợp với gu của cậu. Tớ cũng vậy. Chút nữa khi ra về tớ sẽ ghé nhà sách. Ồ, đây có vẻ là một cái thế giới rất là tuyệt vời rồi. Khi mà Natsuki và Yuri có thể hiểu được nhau và chia sẻ sở thích với nhau. Bây giờ là đang chuẩn bị ra nhà sách và kiểu như là mua sách và trao đổi với nhau, giới thiệu với nhau xem là cuốn sách này hay thì kiểu như vậy. Định đi một mình đấy à? Cậu có muốn đi cùng với tớ không? Ồ, hai người đi về cùng nhau rồi. Ừ, không có gì phiền đâu. Làm gì có chuyện đó, cậu có phiền không? Rồi khi nãy mình đọc hơi sai, để xếp lại nào. Không có phiền gì chứ. Tớ cũng thế mà. Rồi trong hai người dễ thương chứ kìa. Im nào Sayuri. Tớ biết chỗ có nhiều manga hay lắm, đến tớ chọn nhé. Được thôi, nhờ cậu cả đấy. Ôi, Natsuki và Yuri cùng nhau dọn dẹp bàn. Buổi sinh hoạt thành công mỹ mãn nhỉ? Có vẻ thế. Thật mừng khi là thấy thấy mọi người hòa đồng với nhau. Chuẩn. Tớ nghĩ là bọn họ cũng thích cậu lắm đấy Ren. Vậy hả? Thì chỗ nào có Sayuri là mọi người đều thân thiện hết mà. Thôi đi Ren. Đừng có nịnh tớ thế xấu hổ lắm. Ồ, vậy thì thôi. Lúc nghe cậu kể là định thành lập một câu lạc bộ mới, tớ bất ngờ lắm. Nhưng có vẻ như cậu đã làm rất tốt rồi đấy. Cùng tớ cố gắng xây dựng câu lạc bộ tuyệt vời này tuyệt vời nhất nhé. Giờ có thêm cậu rồi, ngày nào cũng vui lắm cho mà xem. Nè Ren, cảm ơn cậu vô cùng luôn. Thật sự là rất vui khi cậu làm câu lạc bộ này. Nhưng sự thật là tớ cũng đã biết trước tất cả rồi. Hả? Ê, còn chuyện này nữa, cảm ơn cậu đã xóa. Wow! Sao Sayuri lại biết? Đúng rồi đấy, mình biết mọi chuyện cô ta đã làm. Có lẽ là tại bây giờ mình đang là... Hóa ra mọi thứ đều xuất phát từ cái ngôi hội trưởng này à.
Khi mà ai đó đi lên cái chức hội trưởng này, đứng ở trên cái chức hội trưởng này sẽ có được cái quyền năng thống trị cái game này và biết hết tất cả mọi thứ từ đầu đến chân trong cái game này. Còn vào bây giờ dù là mình có xóa đi Sayuri đi chăng nữa thì sẽ lại xuất hiện một hội trưởng khác là Yuri lên, cũng sẽ biết hết mọi thứ và cũng sẽ như thế này luôn à. Nên mình biết được tất cả mọi thứ rồi đây nè. Mình biết cậu muốn mọi người hạnh phúc. Mình cũng biết những câu chuyện kinh khủng Monika đã khiến cho mọi người phải buồn. Nhưng giờ ác mộng đã qua rồi. Có được cậu, mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mình mong chờ được ở bên cạnh cậu mãi mãi. Mãi 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 và bye bye. Rồi, một Monika thứ hai. Không có gì thay đổi trong cái game này cả. Tất cả chỉ là vẫn như vậy mà thôi. Mãi. Tôi không cho phép cô. Ai đấy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Không được đối xử với cô ấy như vậy. Cái nào? Đau quá. Mình xin lỗi, mình đã sai rồi. Chẳng có hạnh phúc gì tồn tại trong cái thế giới tạo này. Vĩnh biệt Sayori, vĩnh biệt Rin, vĩnh biệt câu lạc bộ không? Có phải hỏi mình vừa có nghe thấy không đúng không? Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song. Giọng của Monika. Có vẻ như là các bạn đang thấy mình tập trung vào nghe, nhưng mà thật ra mình chẳng nghe ra cái gì cả. Play in audio. Một cái bản nhạc được, một bản nhạc bắt đầu được mở lên. Đây là giọng của Monika đang hát bài này à? Cũng may là có việc hóa. Bài hát này khá là hay, mặc dù mình nghe mình chẳng hiểu gì cả, nhưng mà mình đã đọc được dòng chữ. Thiết kế game Dan Sabato. Xóa luôn cái CG luôn. Thiết kế nhân vật Charlie. Vâng, và tiếp tục xóa. Có vẻ là một cái phong cách rất là tuyệt vời. Xin lỗi vì mình hơi ồn ào, không cho các bạn nghe tiếng nhạc nhé. Thiết kế nền Valin Que. Biên kịch Dan Savolto. Có vẻ như là cái đây là chính là cái ông làm ra cái game này rồi. Mình thật sự muốn biết khuôn mặt của ổng là ai đây. Âm nhạc của ổng làm luôn. Sao ổng lại tài năng đến như vậy nhở? Là lòng tiếng là Gillian Akrak. Đây là một tấm CG bờ mình không mở ra được à. Cho nên là mới có màu xám như vậy. Trân trọng cảm ơn David Ellin và Corey Sin. Và cuối cùng là bốn nhân vật của chúng ta. Cái đoạn này có phải là nếu mà mình chọn đồng ý với là Sayuri sẽ nhảy tới ôm mình không? Rồi, trân trọng cảm ơn Monika và Ren.
Quay 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 đang 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 remove rất là nhiều thứ. Đang remove rất là nhiều thứ và mình không biết đó là gì. Rồi, trước khi mình đọc lá thơ này thì cho mình xin nói một vài lời. Là cái đoạn vừa rồi xin lỗi các bạn vì mình hơi ồn ào chút. Đó là chỉ là vì mình nghe tiếng Anh và mình không hiểu. Nếu mà các bạn đã xem nhiều clip trên cái kênh của mình rồi thì các bạn cũng hiểu là mình hoàn toàn một tập tiếng Anh. Và mình chỉ nghe được cái giai điệu nó là khá là hay thôi. Thì về cái game này, để mình lọc xong lá thư này cái đã. Đây là lời từ biệt của mình gửi đến câu lạc bộ văn học. Mình cuối cùng cũng đã nhận ra rằng hạnh phúc là điều không thể tồn tại ở câu lạc bộ văn học đến tận phút cuối. Nơi đây đầy rẫy những tâm hồn trong sáng phải đối diện với thực tại đáng sợ. Một sự thật mà thế giới của chúng mình không được quyền nhận ra. Mình không thể để bất kỳ người bạn nào của mình phải chịu đựng cảm giác đau đớn tột cùng khi nhận ra điều đó. Mình muốn cảm ơn cậu vì tất cả những cái khoảng thời gian qua. Cảm ơn cậu đã biến những giấc mơ của mình thành hiện thực và vì đã làm bạn với tất cả các thành viên. Trên hết là cảm ơn cậu vì đã trở thành một phần quan trọng của, trong câu lạc bộ văn học của mình. Mãi mãi yêu, Monica. Cái này là có lẽ trong cái đoạn giữa mình đã nói rồi. Thì đây chính là một cái game mà nó đang nói về rằng là những nhân vật trong game lại đang muốn nhìn ra cái thế giới bên ngoài. Đang là ngưỡng mộ cái thế giới bên ngoài và muốn gọi là làm hiện thực hóa cái thế giới trong game lên. Thì đối với quan điểm của mình thì mình thấy rằng là đây là một cái game nó gọi là khá là ý nghĩa đấy. Khi mà tác giả lại đưa cái đề tài này ra nói. Đây là một trong những cái đề tài mà từ xưa đến giờ mình chưa được gặp qua. Mình cũng đã từng chơi rất là nhiều game visual novel rồi. Và tất nhiên là mình không thấy được cái điểm này ở trong đó. Tất cả những nhân vật đều là tuy là được sắp đặt từ trước rồi, nhưng mà chúng ta biết trước cái điều đó và chúng ta đã chơi những game đó thì chúng ta không thể trách được. Nhưng mà ở bên game, ở bên đây lại cho chúng ta thấy được một cái khác, đó chính là cảm xúc thật sự của nhân vật. Đây là cái điều mà mình cảm nhận được và cái điều mình muốn nói nhất. Hiếu hoặc hỏng tập tin, vui lòng cài lại game. Wow, đây là mọi người đã được trả lại này. Đâu mình thử vào game thêm một lần nữa xem. Vâng, và mình vào game thì cái vẫn là cái lá thư này. Ồ, thế là game chấm dứt và mình không thể vào được game thêm một lần nào nữa rồi. Vậy thì đây đã là một cái lời clip rất là dài rồi. Và những gì mình muốn nói mình cũng đã nói ở trong clip. Mình sẽ dừng clip này lại tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một clip khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết clip này. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ giúp mình. Còn các bạn nào muốn xem clip mới của mình sớm nhất, nhớ bấm chuông, YouTube sẽ gửi thông báo cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một clip khác. Bye bye!